Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa, chia sẻ về cuộc sống Pháp để giúp đỡ mọi người. Hôm nay mình muốn nói chuyện với các bạn về một cái chủ đề, cái sự cô đơn của người già, những người lớn tuổi. Tại sao mình nói về cái chủ đề cô đơn? Bởi vì đây là một trong những cái vấn đề nó rất gây ảnh hưởng cho sự trầm cảm và cái sức khỏe tinh thần của mỗi người. Vì sao mình nói về cái chủ đề này? Tại vì người ta đôi khi họ quên đi rằng những người già rất cần cái sự quan tâm của con cháu gia đình, con cái và xã hội và những mối quan hệ. Cái cuộc sống nước ngoài dân chủ và khép kín, nhất là ở Pháp, nghĩa là họ là bảo vệ cái quyền cá nhân riêng tư của họ. Cho nên nói nôm na là nhà nào thì đóng cửa sống và biết nhà đó thôi. Ít khi họ có được cái sự mở rộng như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì là có anh bảy xe thồ, chị ba bán xôi, như là xung quanh là ồn ào náo nhiệt là đã là một cái niềm vui. Còn ở đây mùa đông nó rất là yên ắng, vắng vẻ. Và vì là mùa lạnh cho nên nhà nào cũng đóng cửa. Nên cái mùa đông là cái mùa khá là nguy hiểm cho người già. Mình xin chia sẻ một chút xíu về cái bà hàng xóm bên cạnh nhà mình. Bà ấy vừa mất, người già đó, đến cái tuổi mà họ đã có tất cả, họ về hưu rồi và họ chỉ muốn sống. Thường nếu mà người nào mà may mắn thì có một cái người bạn đời, một người chồng, người vợ, và họ cứ sống như thế thì họ đỡ đồng nhau, họ đỡ buồn. Có những người cô đơn không có ai hết, rất là tội. Hàng xóm bên cạnh mình á, thì bà sống với ông. Mình đã quan sát thấy cuộc sống của bà hoàn toàn thay đổi từ khi ông ra đi. Lúc mà ông còn sống thì bà ngày nào cũng nấu ăn thơm phức, bánh nướng nè, thịt hầm nè, thịt thỏ hầm mù tạt nè, thơm phức lan qua nhà mình. Cuộc sống của bà xây dựng xung quanh niềm vui của ông là nấu ăn cho ông, đi chợ cho ông. Cho đến một ngày ông bị bệnh và đi ra bệnh viện và ông đã qua đời. Thì cũng khá đột ngột cho bà. Từ ngày ông ra đi, bà như mất phương hướng. Mỗi ngày bà nói với mình một câu là bà chỉ muốn chết. Bà lặp lại câu nói này trong vòng đến hôm nay là 7 năm. Bây giờ bà đã đi gặp được ông rồi đó. Khi người già họ cô đơn, họ mất đi cái người bạn đời, mọi thứ như đảo lộn. Bà là một người rất hay nấu ăn. Bếp nhà bà luôn thơm phức lan tỏa ra khắp xóm. Thì bà không nấu ăn nữa. Bà tưởng tượng đi, 7 năm bà không nấu ăn nữa. Chính mình chứng kiến bà mỗi buổi sáng mình thức dậy đi làm thì bà đã trên đường đi về rồi. Nghĩa là bà vẫn đi chợ nhưng bà không nấu ăn nữa. Mình mỗi lần mình đi ra mình chạy ra ga để tàu đi làm trên Paris, mình thấy bà trên giỏ chợ về và mình chào bà chào mình. Nghĩa là bà dậy rất sớm, bà vẫn đi chợ nhưng mình không hề nghe cái mùi thơm từ nhà bà nữa. Thì có nhiều lần mình hỏi thăm bà hôm nay bà ăn gì thì bà bảo ôi tôi cũng chả có thiết ăn đâu, tôi chỉ ăn một miếng rong bông là một miếng thịt nguội, bà ăn một hũ da ua thế là xong. Và ngày nào bà cũng ăn như thế. Và cái mong ước của bà là được chết. Bà luôn nói với mình về điều đó. Bà luôn đứng ở cửa sổ và vẫy tay chào mọi người đi qua đi lại. Cảm ơn các bạn lắng nghe câu chuyện của bà, câu chuyện của những người già cô đơn. Mình mong các bạn dù ở bất cứ nơi đâu hãy cố gắng có một chút quan tâm, chia sẻ với những người già xung quanh mình, trong gia đình và ở ngoài xã hội. Ở Pháp có những cái hội đoàn, có những cái công đoàn, có những nơi bạn có thể đi làm từ thiện, có lẽ là giúp đỡ những người già. Ví dụ như các bạn sinh viên, học sinh hay những bạn không có vướng bận gia đình và muốn giúp ích cho xã hội và cũng mong muốn có một cái cơ hội tiếp xúc với xã hội thì các bạn hãy đi vào những cái nhà dưỡng lão và những cái khu dưỡng lão hay là những cái hội đoàn, cái association
để giúp đỡ những người già. Hoặc là các bạn chỉ đơn giản là giao tiếp với hàng xóm, ai cần thì mình giúp họ, làm một cái bánh, chia sẻ với họ một miếng bánh, nói chuyện với họ, tâm sự với họ, dành một chút thời gian cho họ. Mình biết có những bạn đã làm rồi, xung quanh mình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và những rất nhiều người đã làm rồi. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn vui vẻ, chúc các bạn có một mùa Giáng sinh tốt đẹp. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt các bạn, bye bye.